ở nơi con ở từng xảy ra sư việt giáo sĩ tôn giáo phạm tội xâm phạm bé gái dẫn đến bàn tán xôn xao trong đại chúng cuối cùng bản thân các tín đồ tôn giáo phải đưa giáo sĩ này ra trước pháp luật để xử lý xin hỏi phật tử phải nên lấy thái độ gì để đối diện với loại sư việt như vậy người xưa nói rất hay người đâu phải thánh hiền ai mà không phạm lỗi chứ phật tử không phải là người nào cũng thành phật cả phật tử chưa thành phật phật tử cũng không phải là a la hán phật tử vẫn còn là phàm phu đã là phàm phu thì có lý nào không có sai lầm chứ cổ thánh tiên hiền nói với chúng ta lỗi có thể sửa còn thiện nào hơn xã hội này ngày nay chúng tôi cũng đi qua rất nhiều quốc gia khu vực đúng thật là tín đồ tôn giáo có một số không như pháp bạn muốn hỏi tôi dùng thái độ gì để đối diện với việc này thái độ của chúng ta chính là dạy học Đây là một biện pháp vô cùng tốt Bạn xem Những năm Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Ngày ngày lên lớp cùng với mọi người Giảng kinh chính là lên lớp Đại chúng cùng lên lớp Nói chuyện với một hai người cũng là lên lớp Cho nên giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp 49 năm Hãy gặp người Một người cũng được Hai người cũng được Mở lời đều là lên lớp Đều là giảng kinh Chưa bao giờ gián đoạn Phương pháp này rất hữu hiệu Giúp bạn phá mê khai ngộ Giúp bạn lìa khổ được vui Tất cả những người sáng lập ra tôn giáo Bạn đi xem thử lịch sử của họ Không ai không giảng kinh Không ai không dạy học Chúa Giêsu dạy học 3 năm Bị người ta hại chết Đức Mohamed dạy học 27 năm Khổng lão phu tử của chúng ta dạy học 5 năm Dạy học sẽ sinh ra hiệu quả to lớn Khiến cho người chân thật nghe rồi Thì thấu suốt trở lại Giác cổ trở lại Ngày nay chúng ta đang ở trong thời loạn toàn bộ thế giới này đang động loạn lo sợ bất an cũng khiến cho nhiều người có lý tưởng cao cả đang nghiên cứu làm sao để hóa giải xung đột xúc tiến làm cho xã hội an định hòa bình phương tây có một số người quan niệm là để đối phó với những vấn đề này thì phải dùng trấn áp phải dùng báo thù nhiều năm trôi qua như vậy đến nay đã biết trấn áp hay báo thù đều không giải quyết được vấn đề ngược lại hận thù càng kết càng sâu do đó có xu hướng đi theo phương pháp hòa bình muốn tìm kiếm hòa bình không dùng bạo lực không dùng báo thù Hội nghị hòa bình quốc tế rất nhiều Tôi đã tham gia 8 lần rồi Sau khi tôi tham gia Tâm đắc của tôi là Hội nghị không thể giải quyết vấn đề Mọi người tọa đàm trong hội nghị Toàn là bàn luận xuống Bàn luận rất hay Nhưng không thể thực hiện Điều này khiến cho chúng tôi phản tỉnh sâu sắc hơn Chúng tôi đã nghĩ đến cổ thánh tiên hiện xưa Nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng mở hội nghị Cổ thánh tiên hiền trong năm ngàn năm qua của chúng ta Bạn xem một đất nước dân tộc lớn như vậy Là dùng dạy học thôi Những nước quản dân dạy học làm đầu là dùng phương pháp này Để đạt được mục đích Cho nên chúng tôi Ở trong nước Quê hương tôi có một thị trấn nhỏ Chúng tôi đã làm thí nghiệm rồi Tháng 11 năm ngoái bắt đầu Chúng tôi bồi dưỡng giáo viên Bồi dưỡng được 30 giáo viên 30 vị giáo viên này của chúng ta là thi cử để chọn ra Đến tham gia đăng ký hơn 300 người Chúng tôi chọn lấy 30 người Sau khi được chọn Họ từ bỏ công việc Công việc vốn dĩ của họ Đều là giáo viên Giáo viên mầm non Giáo viên tiểu học Giáo viên cấp 2 Đây là đối tượng mà chúng tôi tuyển dụng Từ bỏ công việc đến trung tâm của chúng tôi để thí nghiệm làm giáo dục luân lý đạo đức Họ học những gì? Học đệ tử quy Yêu cầu của chúng tôi đối với các giáo viên này Trong 2 tháng Phải thực hiện được 100% đệ tử quy Cho nên ngay trong 2 tháng bởi vì họ đều là giáo viên Nên tương đối dễ dạy, chân thật thực hiện sau khi thực hiện Chúng tôi phân công những giáo viên đó Đến thị trấn nhỏ này Thị trấn nhỏ này Có 20 ngôi làng Thay nhau đến mỗi làng để dạy Cư dân của thị trấn này Tổng cộng có 48.000 người Nam nữ già trẻ Các ngành các nghề Cùng nhau học tập đệ tử quy Chúng tôi không nghĩ là Chỉ có hai tháng Mà hiệu quả vô cùng Rõ rệt Phong khí xã hội ở nơi này Đã được đổi lại thiện lương hơn Rất nhiều tập khí xấu vốn có trước đây Đều không còn nữa Như không còn những việc vợ chồng cãi nhau nữa sau khi dạy xong hai tháng Thì vợ chồng không cãi nhau nữa Mẹ chồng nàng dâu có thể chung sống Trẻ nhỏ thì biết hiếu thuận cha mẹ hàng xóm cũng không tranh chấp nữa rồi giống vị hàng xóm chỉ một chút việc nhỏ cũng không nhường nhau thường thì hai kiện nhau ra công sở của thị trấn hai tháng dạy học những kiện cáo đầy ở công sở thị trấn không còn nữa đã từng có một lần hàng xóm tranh chấp đến công sở thị trấn Công sở thị trấn chỉ nói một câu Các vị học đệ tử quy rồi Không thấy xấu hổ khi đến đây sao Hai người cảm thấy xấu hổ đều ra về Trong các cửa hàng Không còn bị mất trộm Không bị mất đồ nữa Nhân viên phục vụ Tài xế taxi Đối với khách hàng đã rất nghiêm túc Vì đại chúng mà phục vụ Không lợi dụng môi tiền khách nữa Phong khí khắp nơi thay đổi thiện lương hơn Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi Khiến cho những giáo viên này Tăng trưởng tính tâm Chứng minh câu đầu tiên Trong Tam Tự Kinh Nhân chi sơ tánh bổn thiện Cũng chứng minh người tốt Là do dạy mà ra Chứ không phải mở hội nghị mà ra được Mở hội nghị chẳng ra được Trấn áp không ra được Báo thù không ra được Là do dạy mà ra Vô cùng khó được Thí nghiệm này thành công rồi Những giáo viên này của chúng ta Đúng thật là rất gian khổ Nhưng mọi người đều rất quan hỷ Thật đúng là đáng giá, có ý nghĩa, có giá trị Khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng quan nghĩ Cho nên giáo dục tôn giáo Quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu tôn giáo không có giáo dục Những giáo sĩ này Làm ra một số sự việc không như Pháp Thì nên tha thứ cho họ Vì sao vậy? Họ là người phàm Họ có tập khí Họ vẫn là có tự tư tự lợi Họ vẫn có danh văn lợi dưỡng Họ vẫn có tham sân si mạng Làm sao tránh khỏi những việc sai lầm chứ Phải nên biết việc này Chính chúng ta Phải lấy lương tâm của mình ra Phải tìm hiểu về họ Phải biết về họ Phải biết Chính chúng ta phải làm như thế nào Phải giúp đỡ họ như thế nào Hiện nay các giáo sĩ không học những kinh giáo này chúng ta ở nhà học học rồi sẽ ảnh hưởng đến họ chính là để cho họ phản tỉnh chúng tôi trên hình thức là người học phật chúng tôi theo công việc dạy học phật giáo nhiều năm chúng tôi cũng vui vẻ giúp đỡ các tôn giáo khác cho nên tôi mỗi tuần chí ít có bốn giờ đồng hồ tôi đọc kinh thánh của cơ đốc giáo tôi đọc kinh koran của hồi giáo Tôi đọc rất là nghiêm túc Học tập rất là nghiêm túc Học tập để cho họ xem Bạn bè của tôi ở các tôn giáo khác rất nhiều Chúng tôi thường qua lại với nhau Tôi đọc kinh điển của bạn khi tôi thảo luận với các bạn Tôi dùng giáo nghĩa kinh điển của các bạn để thảo luận với bạn Nếu bạn không đọc kinh Phật Vậy thì thiệt thòi lớn rồi Khuyến khích họ phải học kinh điển của chính mình còn phải học kinh điển của người khác Như vậy mới có thể nói chuyện với nhau Mới có thể giúp hóa giải xung đột Xúc tiến an định hòa bình Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu Hồng Kông Có 5 vấn đề Thứ nhất vì sao phải siêu độ lịch đại tổ tiên và oán thân trái chủ giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc cái vấn đề này bạn nghe kinh nhiều thì sẽ thấu rõ bạn phải hiểu là lịch đại tổ tiên oán thân trái chủ nếu không sanh về thế giới cực lạc thì sẽ không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi Đây là sự thật Lục đạo luân hồi là biển khổ Ở trên Kinh Giáo Đại Thừa Phật đã nói với chúng ta rất hay Tam giới thống khổ Tam giới chính là dục giới Sắc giới, vô sắc giới Ở trong lục đạo trong tam giới có tam khổ có bác khổ tam khổ là khổ khổ hoại khổ hành khổ đây là trong tam giới hết thảy đều có bác khổ chính là khổ khổ là nói dục giới trong dục giới từ nơi này của chúng ta đi xuống dưới nữa chính là ba đường ác phía trên là sáu tầng trời là cõi trời dục giới đều có tình dục càng đi lên trên thì tình dục càng tan nhạt đến sắc giới thì dục đã đoạn rồi đoạn nhưng không phải là chân thật đoạn là do công phu tu trì mà khống chế được tuy là có dục tình nhưng nó không khởi tác dụng là phục đoạn không phải là diệt đoạn công phu phục đoạn cũng có cạn sâu khác nhau từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền lại đi lên vô sắc giới có cõi trời tứ không cho nên nói tứ thiền bác định nói một cách khác công phu phục đoạn có tám đẳng cấp đẳng cấp cao nhất là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Thế nhưng vẫn là không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi Định công đó là vô cùng thù thắng Thật là